cười trong ánh mắt bao người qua. Chào cuộc sống mới từ nay ngã tư này, hình ảnh của quê hương vươn mình đấu tranh dựng xây. Chào những chi công những tan ca về nhịp bước nhanh nhanh đi trên vỉa hè, phải đi xe qua tiếng nhạc vút lên gần xa. Giờ ngày trong mi nhịp kiên thế sang đêm ngày, còi tầm vang đâu đây khói nhà máy in trời mây. Chào những chàng trai sẽ đi trên trường nhạc mới quê hương hơi sắc mới về, từng là xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương. Từ một ngã tư nhỏ bé đã thấy tương lai đang về trong mỗi gian người ngừng đâu cao bước nhanh đi trên hè. Mời bạn về thăm với tôi đứng tại ngã tư này đây, mang nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say. Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chân hòa, lòng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta. Chào những đàn em cho thân quan họ nhịp bước tung tăng bước đi hát hò, màu đỏ khăn em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vân vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹn nhiều bước giúp nhau đi sang cùng gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng thân ngân vang. Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày, thân thiết giang hàng của người chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh. Trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu. Việt Nam, tôi yêu Việt Nam.
Xin được nhiệt liệt chào đón các quý vị đại biểu khách quý, các bậc cha mẹ, các cô giáo và các bé đã về dự chuyên đề Tôi yêu Việt Nam ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép Trung Thành và Kiên Cương gửi tới quý vị đại biểu khách quý, các bậc cha mẹ học sinh, toàn thể các giáo viên cùng các bé lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc chuyên đề thành công tốt đẹp. Hiện nay, tình hình giao thông Việt Nam diễn biến rất phức tạp. Số người tử vong vì tai nạn giao thông hàng năm còn cao và có tới 30% trong đó là trẻ em. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ chủ yếu xuất phát từ người lớn do ý thức tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng dự đoán để phòng tránh nguy cơ còn kém. Nhưng bên cạnh đó, bản thân các em chưa biết cách tự bảo vệ để tránh khỏi tai nạn giao thông đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Với mong muốn xây dựng ý thức về an toàn giao thông cho các bé, thế hệ tương lai của đất nước, các bé có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc và để các bé lớn lên trở thành những công dân có ý thức tốt khi tham gia giao thông. Hôm nay, trường mầm non Kim Trung phối hợp với công an xã Kim Trung, đồn biên phòng Kim Sơn, đài truyền thanh xã Kim Trung tổ chức chương trình truyền thông với chuyên đề Tôi yêu Việt Nam. Về dự buổi chuyên đề hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Sơn. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Thị Hòa, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Sơn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Trường Thu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Lương Thu, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự chuyên đề hôm nay còn có các ông bà là trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trưởng các xóm về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía đồn biên phòng Kim Sơn, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí thiếu tá Đinh Ba Bách, phó đồn trưởng đồn biên phòng Kim Sơn, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía công an xã, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Đình Thọ, Đảng ủy viên, trưởng công an xã Kim Trung về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía nhà trường, ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Phương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Thị Hiền, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng, đồng chí Phạm Thị Cúc, chi ủy viên, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể 39 cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Kim Trung về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đại diện cho ban đại diện cha mẹ học sinh, ban tổ chức trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Anh, bà Đinh Thị Hạnh, bà Vũ Thị Hoa trong ban đại diện cha mẹ trẻ em trường mầm non Kim Trung năm học 2022-2023 và các bậc phụ huynh trong toàn trường về dự đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón các bé khối mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi trường mầm non Kim Trung. Xin được nhiệt liệt hoan nghênh các bé. Về phía các nhà mạnh thường quân, tôi trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Lưu, chủ cửa hàng xe máy, xe đạp điện Lưu Trâm, địa chỉ xóm Mỹ Hóa, Kim Sơn, Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình cũng về dự, đề nghị hội nghị nhiệt liệt chào mừng. Mở đầu chương trình hôm nay, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Phương, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu khai mạc chuyên đề. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh, thưa các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể các con có mặt trong chuyên đề ngày hôm nay. Như chúng ta đã biết, việc chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non từ những năm đầu tháng đầu đời của cuộc đời là một việc làm vô cùng cần thiết và hết sức quan trọng trong sự nghiệp giáo dục mầm non, nhằm bồi dưỡng, đào tạo cho các cháu trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai,
đó là khẩu hiệu để khẳng định thêm vai trò của toàn xã hội, của gia đình và nhà trường trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Trong những năm gần đây, trường mầm non Kim Trung đã có nhiều bước chuyển biến và tiến bộ rõ nét về sự đổi mới công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình và chuẩn về trình độ chuyên môn. Do vậy, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường đã được coi trọng và được các cấp ghi nhận. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bậc phụ huynh, thực hiện kế hoạch số 44 ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Sơn về triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam cấp học mầm non huyện Kim Sơn năm học 2023-2022-2023. Hôm nay, trường mầm non Kim Trung tổ chức chuyên đề Tôi yêu Việt Nam với mục đích nhập thực hiện có hiệu quả chương trình nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục cho trẻ, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, tạo cho các bé một sân chơi vô cùng bổ ích, giúp cho các bé có điều kiện được giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ năng tham gia an toàn giao thông. Chuyên đề nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng giúp trẻ có những hiểu biết sơ đẳng, thiết thực về luật lệ an toàn giao thông, đặc biệt tạo cho trẻ ý thức chấp hành luật giao thông và ngay từ nhỏ hình thành thói quen, hành vi đúng bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông, đồng thời còn giúp cho các bé mạnh dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp. Chuyên đề cũng nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các bậc cha mẹ trẻ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ nhận thức về an toàn giao thông cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Mục đích muốn hướng đến một xã hội ứng xử có văn hóa giao thông văn minh và an toàn. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con yêu quý, để chuyên đề Tôi yêu Việt Nam của trường mầm non Kim Trung hôm nay được thành công tốt đẹp, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố chính thức khai mạc chuyên đề Tôi yêu Việt Nam năm học 2022-2023 của trường mầm non Kim Trung hôm nay. Cuối cùng, không biết nói gì hơn, thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn và kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các bậc phụ huynh, các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Và cô xin gửi tới các con trong toàn trường đã về tham dự chuyên đề Tôi yêu Việt Nam năm học 2022-2023, thực hiện thật tốt các nội dung của buổi chuyên đề. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ và chúc mừng chuyên đề Tôi yêu Việt Nam ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Phạm Thị Phương. Kính thưa quý vị, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các con, hôm nay về dự với chuyên đề có các ban ngành, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã cùng các ban ngành, các bí thư chi bộ, xóm trưởng về dự và có quà tặng cho chuyên đề chúng ta. Mở đầu chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vũ Trường Thu, thay mặt Vũ Trường Thu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể cũng như các xóm trưởng các xóm có quà lên tặng cho nhà trường. Trân trọng kính mời đồng chí Phạm Thị Phương đại diện nhà trường lên nhận quà. Về dự chuyên đề hôm nay, các bí thư các thôn xóm cũng có quà gửi đến nhà trường. Xin mời đồng chí Phương lưu lại sân khấu ạ. Trân trọng kính mời đồng chí Đinh Văn Giang, giám đốc hợp tác xã, bí thư chi bộ, hợp tác xã đại diện cho các bí thư chi bộ lên tặng quà cho nhà trường ạ. Rất mừng cho trường mầm non hôm nay được đón các bí thư các chi bộ các nhà trường cũng về dự và có quà tặng cho nhà trường. Trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hữu Ái, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học lên tặng quà cho nhà trường.
phía ban đại diện cho mẹ học sinh, trân trọng giới thiệu và kính mời bà Đinh Thị Hạnh, đại diện cho ban đại diện cho mẹ học sinh trường mầm non Kim Trung có quà tặng cho nhà trường. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị, về với chuyên đề hôm nay thì có công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Phúc Thắng và công ty cổ phần dinh dưỡng Đại Hồng Phát 82 cũng có quà đã gửi tới chúc mừng nhà trường. Xin cảm ơn tất cả những tấm lòng của món quà mà các vị đại biểu khách quý cũng như các nhà tài trợ đã gửi tới nhà trường. Kính thưa quý vị, chương trình chuyên đề Tôi yêu Việt Nam hôm nay gồm 6 phần. Phần 1 là màn chào hỏi, phần 2 là phần bé trổ tài, phần 3 giao lưu gia đình với an toàn giao thông, phần 4 giao lưu với khán giả, phần 5 bé thể hiện tài năng và phần 6 sẽ là phần trải nghiệm bé làm cảnh sát giao thông. Phần này bé sẽ tham gia giao thông đạp xe cổ động chương trình ở trên đường. Chương trình với sự tham gia của các bé khối 3, 4, 5 tuổi, đại diện giáo viên, cha mẹ trẻ em trường mầm non Kim Trung. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với phần 1, màn chào hỏi. Mở đầu màn chào hỏi, đó là tiết mục đồng diễn đến từ các bé lớp 3, 4, 5 tuổi với bài hát Giao thông đường phố. Xin mời các bé. Chào hỏi vô cùng đặc sắc đến từ các bé lớp 3, 4, 5 tuổi. Chúng ta cho các bé một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Cô cảm ơn các con, cô mời các con về chỗ nhé. Làm điếu thuốc lào, nâng cao sức khỏe nào. Thank you.
ông ơi, cái thằng A Giang nó gọi điện về, nó bảo tôi xuống dưới đó xem nó thi cái cuộc thi an toàn giao thông gì gì đấy. Mà tôi có biết gì về giao thông đâu bà xem bà nhé. Nhưng mà thế thôi cũng được, tôi với bà thử xuống dưới đó một chuyến xem sao. Vâng, vậy ông đợi tôi một chút nhá. Rồi ba bao chuẩn bị đi nhá. Ôi bà ơi, cái xe máy tàu của tôi đâu bà nhỉ? Đây đây ông ơi, nào tôi với bà chuẩn bị lên đường nhá. Vâng ạ. Bà bám chắc vào nhá. Hội thi đã đến, vợ chồng mình cũng đến. Nghe những câu chuyện rất hay về giao thông trên đường. Nghe cho ông, cho tôi, cho bạn của chúng mình. Năm nay hội thi tổ chức thật là to. Vâng, to lắm ông ạ. Xuống hội, xuống hội, xuống hội rồi đó ông. Chà, đông quá kìa ông ơi. Ông ơi đau quá. Ôi của tôi rồi. Như thế ạ. Ôi xước hết cái chân của tôi rồi. Ôi ông ơi tôi đau quá. Cái ông này, ông đi xe cái kiểu gì? Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi, khi lái xe không được nghe điện thoại, đầu phải đội mũ bảo hiểm vào. May mà không vỡ cái đầu ra đấy. Bà thì biết cái gì về giao thông mà nắm mồm, đất đâu để còn hay nói. Ông bà ơi, ông bà có sao không ạ? Sao bây giờ cái gì? Ta đang đau hết cả chân rồi đây này. Ôi cái xe của ông, cái xe mới tặng của ông hỏng hết xe của ông rồi. Chúng mi gọi bố mẹ của chúng mi lại đây, đền tiền cho ta đi. Hỏng hết xe của ta rồi đây này. Ông ơi, ông đi sai đường rồi. Con đâm vào chúng cháu. Ông bà còn không hỏi chúng cháu có sao không. Còn bắt vạ chúng cháu nữa. Ôi, sức hết chân của tôi rồi. Đáng lẽ người ta nghe điện thoại thì các mi phải tránh ta ra chứ. Các mi lại cứ dò vào ta vậy. Mà chúng ta không biết tên mi là gì. Chúng mi học lớp nào? Mà thôi, chúng mi gọi cô giáo của chúng mi ra đây đi. Công an, công an, áo vàng bảo, áo vàng đấy ông ạ, công an đấy. Xin chào tất cả mọi người, tôi Trung Ý, Trần Quang Hiếu, phòng cảnh sát giao thông huyện Kim Sơn. Xin mọi người đứng sang một bên để tôi làm nhiệm vụ. Ở đây có ai làm sao không ạ? Thưa chú, không ai bị thương nặng ạ. Ai có thể kể cho tôi nghe về vụ tai nạn này không? Có ạ. Ê, bà ơi, bà đứng được rồi. Nghe nào. Nếu chờ xe để tôi kiểm tra. Tội đâu? Đâu đâu, ông ấy lấy đi. Dạ, gửi cán bộ ạ. Thật luôn, gửi này bác. Cảm ơn cán bộ ạ.
Kìa bác đã vi phạm ba lỗi khi tham gia giao thông: một, đi sai làn đường; hai, không đội mũ bảo hiểm; ba, bác đi vừa nghe điện thoại. Bác đâm vào ông Sinh như thế là sai rồi ạ. Ủa rồi bà, đúng rồi không ạ? Ôi, được cán bộ giải thích, vợ chồng tôi cũng hiểu ra rồi ạ. Bà ơi, bà, giao thông phức tạp nhỉ? Phức tạp lắm ông ạ. Các cháu ơi, các cháu cho ông xin lỗi nhá, các vì cháu... là ông không hiểu về luật giao thông. Các cháu cũng cho bà xin lỗi nữa nhá. Bác phải học là tôi ra thông báo cho trẻ cho một người bác nhỉ? Dạ vâng ạ. Ông ơi, chúng cháu vừa tham gia về cuộc thi an toàn giao thông. Chúng cháu có quyển sách này để tặng ông, để ông xem về luật giao thông ạ. Ôi, ông cảm ơn các cháu nhá. Các cháu ngoan quá. Chúng mình, vợ chồng mình mang cái quyển luật này về tuyên truyền cho bà con trong bản bà nhá. Vâng, ông ạ. À, vậy các cháu giải thích cho ông như thế, nào ông vui quá rồi. Nào, chúng ta cùng mới hát nào. Sông. Chúc em với an toàn giao thông là hạnh phúc, là niềm vui cho mọi nhà. Nào bạn ơi, chớ quên đi trên đường ta không lặng lẽ, đi trên đường ta không dàn hàng ngang. Gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn, tiết mục vô cùng tuyệt vời từ các bé 5 tuổi A. Một tràng pháo tay cho các bé nữa được không ạ? Tiếp theo chương trình là tiểu phẩm An toàn khi ngồi trên xe máy của cô và trò khối 4 tuổi với thông điệp An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Các bạn ơi, chúng ta đây, chụp ở đây. Các bạn ơi, Gì thế? Hôm nay cho mầm non Kim Trung tổ chức chương trình tôi gia đình nha. Chúng mình cùng về bà bố mẹ chờ chúng mình đi tham dự nhá. Nhất trí. Bố mẹ ơi. Rồi đứng hẳn ra đây con. Hôm sáng ngày ra, hết tồn tồn cua, ngao hào hào, đau hết cả lưng, mỏi hết cả người đây này. Mà vừa sáng ngày ra, con gái đã gọi bố có việc gì mà quấn quýt hết cả lên thế? Có chuyện gì vậy con? Hôm nay trường mầm non Kim Trung tổ chức chương trình tôi ra về Nam, bố chở con đi nhá. Vậy thì ok con gái, bố sẽ gác hết công việc nhà lại để chờ con gái bố đi tham dự chương trình tôi yêu Việt Nam. Bố sẽ rú cả mẹ con nhà Yến đi cùng nữa. Con gái đồng ý không? Đồng ý không nào? Đồng ý. Vậy khi bố con mình ngồi trên xe máy, con gái nhớ là bố con mình phải có gì nhỉ? Có gì con? Đội mũ bảo hiểm. Đúng rồi, con gái bố vừa ngoan vừa biết chấp hành đúng quy định giao thông. Đó là khi ngồi trên xe máy thì phải đội mũ bảo hiểm đấy. Vậy bây giờ bố con mình đi vào chuẩn bị mũ bảo hiểm, chuẩn bị xe để lên đường nào. Đi thôi. Che đây rồi, con gái ơi. Con gái xong chưa nào? Để bố xem con gái đội mũ đúng chưa nào. Con gái bố giỏi quá, quay mũ rất là chặt rồi. Vậy bây giờ bố hỏi con gái này, bố con mình lên xe thì con gái sẽ lên xe ở phía nào nhỉ? Bên phải, bên trái. Bên phải hay bên trái con? Bên trái. Đúng rồi, con phải lên xe ở phía bên trái, vì bên phải có bô nóng sẽ làm cho con gái bố bị bỏng đấy. Con gái nhớ chưa? Vậy bây giờ mời con gái lên xe. Mời con gái lên xe. Để bố bạn cho chồng đấy nhá. Hôm cái xe buổi sáng khó nổ quá, để bố thử lại lần nữa nhá. Rồi, lên đường thôi. Chương trình tối nay là năm bạn về và mẹ chở chúng mình đi tham dự nhá. Nhất trí. Mẹ ơi. Ôi mẹ đây. Ôi giờ sáng ra con gái gọi gì thế nhỉ? Em chào bác ạ. Tôi chào cô. Hôm nay chào bác nó Kim Trung tổ chức chương trình tôi yêu Việt Nam, mẹ trẻ con đi nhá. Ôi giời ơi, nhà thì bao nhiêu là việc đây. Nhưng thôi, được rồi. Vì con gái yêu của mẹ, mẹ sẽ gác hết lại mọi việc để chờ con gái yêu của mẹ đi tham gia chương trình. Bác ơi, bác chờ em vào chuẩn bị một tí nhá. Em chuẩn bị nhanh thôi. Mẹ con cô cứ chuẩn bị đi. Bố con tôi ở ngoài này sẽ đợi.
và hai nhà mình sẽ cùng đi cho vui nhá. Con gái đứng đây đợi bố một lát nhá. Bố đi tham quan nhà Yến xem là có gì mới không ạ? Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời làm tam mê say. La 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 la. Hai mẹ con xong chưa nhỉ? Cầm phụ nữ đi đầu trang điểm lâu lắm các bác ạ. Chưa xong à cô ơi, cô ơi. Xong rồi, em xong rồi đây. Cầm bác chờ cái tí đừng mà bác cứ hối em vậy nhỉ. Mấy tiếng rồi đấy cô ạ? À bác ơi, bác thấy em hôm nay mặc cái váy này thế nào nhỉ? Gớp, cô cũng xinh đáo để chứ nhỉ. Cô hôm nay sáng nhất cái sân khấu này. Cô mà là thứ hai, không ai là chủ nhật hết đi chứ lệ. Bác chỉ có nói có chuẩn luôn ấy. À bây giờ là đi được chưa cô? À đi được rồi bác ạ. À con gái nào, bố con mình lên xe nào. Bác ơi, em quên cần chưa dắt cái xe ra ấy. Thế bác chờ em lấy cái xe này nhá. Nào con đứng ở đây để mẹ vào lấy xe nhá. Mới khen xình một tí, quên đủ thứ. Đợi em hoài, chờ em mãi. Sao em vẫn chưa xong? Xong chưa em ơi? Em xong chưa nào? Đây rồi, có xe đây rồi. Xe đã sẵn sàng lên rồi. Nào, xong chưa nào, ta đi thôi. Xong rồi. Ồ, nhưng mà bác ơi, em lại quên cái mũ bảo hiểm rồi còn đâu. Chắc có chờ em lấy một tí nữa thôi. Trời ơi, lâu quá là lâu. Nào các con, lại đây với bố, lại đây với bác nào. Trong thời gian chờ đợi, rút iPhone Pro Max, selfie một phát. Nào các con nhìn lên đây, trẻ tươi lên. 1, 2, 3, tách, rồi, đẹp quá. Mình là mình sẽ đăng ngay cái ảnh này lên Facebook cho nó nóng hổi các bác ạ. Để một cái status thật độc và lạ rằng bố Huệ đang chờ đợi, cảm thấy chờ đợi là hạnh phúc cùng với mẹ Yến. Em này em tác luôn bà vào đây cho bà nhớ các bác ạ. Vậy bà xong chưa bà ơi? À, em xong chưa rồi. Đây rồi, có mũ bảo hiểm lên rồi. Con gái đội mũ vào nào. Nào xong chưa nào? À con gái đâu? Bố con mình lên xe nào. Rồi nào lên xe nào, lên xe nào. Nào. Cái chìa khóa của mẹ đâu rồi Yến nhở? Cô ấy vẫn chưa xong các bác ạ. Mẹ lại quên cái chìa khóa à? Ôi mẹ đoán quá cơ. Thế Yến vào lấy chìa khóa cho mẹ nào. Ôi chết thiệt, em đoán thật đi. Từ nay đến giờ còn chưa mời bác vào uống nước. Thôi bác vào nhà em làm cơm nước đã. Ôi. Cô ơi, tôi là tôi muốn nói với cô rằng. Dạ vâng. Cô rất tốt. Vâng, chính xác. Nhưng tôi rất tiếc. Đã đến giờ chương trình sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải đi thôi cô ạ. Dạ vâng, vậy thì bác em mình cùng lên đường thôi. Vâng, ơn trời, cô ấy đi được rồi. Con bố con mình lên xe nào. Con muốn ngồi đằng trước à? Thôi được rồi, ok con gái, lên xe thôi. Hôm nay đông người thế nhỉ? Vui quá. Chương trình hoành tráng quá. Ôi đông người quá, vui quá. Sao thế? Xuống xe đỡ bạn đi con. Ôi trời ơi, đau chân quá. Chị ơi, chị có bị làm sao không? À dạ, cảm ơn cô giáo, em không sao. Nhưng bẩn hết cái bộ quần áo đẹp của em để tham gia chương trình rồi còn đâu. Thôi, tí nữa về chị thay bộ đẹp hơn. Hôm nay tôi thấy chị chở cháu đi, nhưng chị chở cháu ngồi đằng trước như vậy là không đúng đâu đấy. À dạ vâng ạ, em sẽ rút kinh nghiệm. Yến nhớ lần sau phải ngồi đằng sau, giống như bạn Khuê, không được ngồi đằng trước, nhớ chưa con? Con nhớ này, khi ngồi đằng sau mẹ, con phải bám chặt vào mẹ và nhớ phải cài con mũ an toàn, con nhớ chưa? Thưa cô giáo, chúng tôi được biết
hôm nay trường mầm non Kim Trung tổ chức chương trình Tôi Yêu Việt Nam rất hoành tráng, rất vui và lại ý nghĩa nữa. Cô đăng ký cho bố con tôi và mẹ con cháu Yến cùng tham gia với nhá. Vâng, chúng tôi nhất trí. Chúng tôi đang muốn lan tỏa chương trình này đến với tất cả các bậc phụ huynh. Nhân đây tôi mời chị và anh hãy cùng chúng tôi đến tham dự chuyên đề Tôi Yêu Việt Nam. Nào, chúng ta cùng đến tham dự chương trình Tôi Yêu Việt Nam trường, an toàn từng bước, thân thương về nhà. Xin cảm ơn màn trò hỏi rất ý nghĩa của cô và các bé khối 4 tuổi. Và ngay sau đây là màn trò hỏi vô cùng nhí nhảnh của cô và các bé đến từ lớp 5 tuổi B với tiểu phẩm Cách để qua đường an toàn. Xin mời cô và các bé. Ngân nói gì vậy? Mình nghe thấy cửa hàng xe thổ. Không phải, mình nghe là mở cửa hàng ô. Không phải, không phải. Mình là nam mở cửa hàng đồ chơi mở cơ. Cửa hàng đồ chơi mở á. Chú Ngân nói rồi, chỉ cần một cái cầu. Tôi Minh ơi, bạn nhìn sao? Để tớ cái này chưa vậy? Để tớ xem sách nó cho anh nhé. Tôi cổ này nó cứ đây rồi, một con sông nhỏ một cây cầu, qua đường vậy, cầm một cây cầu. Cây cầu đó chỉ vạch qua đường cho người đi bộ, chứ những chiếc xe sẽ đứng chưa vạch để chúng mình đi qua đường an toàn. Ngân ơi, cậu nói đừng ngồi dối, chúng mình chỉ cần đi ra vạch kẻ cho người đi bộ là chúng mình sẽ đi qua đường. Thôi được rồi. Các bạn ơi, về cơ đường giống vậy nè, có những vạch màu trắng. À, các bạn ơi, tớ thêm đấy rồi, chúng em vẫn đang đợi y. Tớ chính là người tìm ra và trả dành cho người y bộ, đó là luôn để chúng mình y qua đường an toàn. À, các bạn ơi, cô giáo con dạy chúng mình khi còn về phải có người lớn dắt cô. Bây giờ có giờ ai dắt chúng mình qua đường được. Cô xin chào tất cả các con. Chúng con chào cô ạ. À, các con ơi, các con đi đâu mà các con đi ra đường không đi cùng người lớn vậy?
chúng con muốn sang đường để xem đồ chơi mới. À, các con muốn sang đường để xem đồ chơi mới à? Thế các con có biết khi sang đường chúng mình phải chú ý điều gì không? Các con sẽ đi ở đâu nhỉ? Đi xem sạch kẻ dành cho người đi bộ. À đúng rồi, chúng mình nhớ này, khi sang đường chúng mình phải đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ nhá. Thế các con có biết khi chúng mình còn nhỏ, khi sang đường chúng mình còn phải chú ý điều gì nữa không? Khi sang đường phải có người lớn giúp. À cô thấy các con rất là giỏi đấy. Thế bây giờ các con có muốn cô giúp các con sang đường không? Có. À bây giờ cô sẽ giúp các con sang đường nhá. Đường à, cô ơi, nhìn kìa đây chính là bé báo ngay cho người đi bộ. Bạn Kim Ngân rất là giỏi. Bạn Kim Ngân đã nhìn thấy biển chỉ dẫn dành cho người đi bộ đấy. Bây giờ cô sẽ giúp các bạn sang đường nhé. Đi theo vậy, chân chân song song nối tiếp nhau. Phải phải nhớ quan sát xung quanh, không có xe là ta đi được. Các con ơi, cô vừa giúp các con sang đường rồi. Lần sau các con ra đường, các con nhớ chúng mình phải đi cùng người lớn nhá. Các con có đồng ý với cô không? Có. À và ngày hôm nay cô nghe nói ở trường mầm non Kim Trung có tổ chức chương trình Tôi Yêu Việt Nam đấy. Các con có muốn cùng cô đi tham dự chương trình không? Có. Thế các con hãy chuẩn bị để đi cùng cô nào. Cảm ơn tiết mục vô cùng nhí nhảnh của cô và trò lớp 5 tuổi B. Sau đây sẽ là tiết mục vô cùng đặc sắc mà ban tổ chức chúng tôi muốn gửi tới quý vị đại biểu và các bé. Với sự gắn kết đến từ các cô giáo trường mầm non Kim Trung, các chú bộ đội biên phòng Kim Sơn và các đồng chí công an xã Kim Trung qua vũ điệu Từ Một Ngã Tư Đường Phố, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên. Xin mời quý vị đại biểu cùng thưởng thức.
cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời với sự kết hợp của các cô giáo và các chú bộ đội cùng các chú công an. Vâng, qua vũ điệu từ một ngã tư đường phố với thông điệp thay đổi văn hóa giao thông bắt đầu từ chính bạn đã khép lại màn chào hỏi. Xin cảm ơn tiết mục thật tuyệt vời của các cô giáo và các chú bộ đội. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, chúng ta vừa trải qua màn chào hỏi vô cùng ý nghĩa. Và bây giờ xin mời quý vị và các bé bước sang phần 2, đó là phần bé trổ tài. Với phần này, các bé sẽ được thi trắc nghiệm tìm hiểu về luật giao thông đường bộ. Cô xin mời đại diện các bé 5 tuổi vào vị trí nào. Nào, mời các con ngồi xuống. Ở phần này, các bé phải trải qua 10 câu hỏi. Trong mỗi câu hỏi sẽ có các đáp án A, B, C. Chú hỏi các con đâu là đáp án A, đâu là đáp án B và đâu là đáp án C. Ban tổ chức yêu cầu các bé chọn một đáp án đúng trong các đáp án của một câu hỏi. Thời gian suy nghĩ cho một câu hỏi trong vòng 5 giây. Sau 5 giây, khi có tín hiệu kết thúc, các bé hãy chọn và giữ đáp án của mình. Trong quá trình thi đấu, các bé phải trật tự, không trao đổi, không nhờ sự giúp đỡ của người bên ngoài. Đối với khán giả, tuyệt đối giữ trật tự trong thời gian 5 giây suy nghĩ và không được nhắc câu hỏi. Các con ơi, chúng mình đã sẵn sàng chinh phục chặng đường tri thức ngày hôm nay chưa nhỉ? Sẵn sàng chưa? Hô to cho cô nào, các bạn sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng bước vào câu hỏi thứ nhất nhé. Khi đi cùng với người lớn, cháu đi phía bên nào? A, đi phía bên trái. B, đi phía bên tay phải và đi đúng phần đường quy định. Hay là C, đi giữa lòng đường. 5 giây cho các con suy nghĩ, bắt đầu. Chúng mình suy nghĩ. Suy nghĩ nào. Đã hết 5 giây suy nghĩ, xin các con giơ cao đáp án của mình nào. Các bạn giơ cao để cô kiểm tra nào. À, rất giỏi, tất cả chúng mình đều trả lời là bờ đúng không nhỉ? Chúc mừng các con nhá. Đáp án đúng ở đây là đáp án bờ, đi phía bên tay phải và đi đúng phần đường quy định. Cô chúc mừng tất cả các con. Các bạn nhỏ của chúng ta chú ý, sau đây là câu hỏi số 2. Chúng ta sẽ nhìn vào màn hình. Hành vi tham gia giao thông nào sau đây là đúng? Chú nhắc lại, hành vi tham gia giao thông nào sau đây là đúng? Hình ảnh 1. Đi vào phần đường dành cho người đi bộ và người lớn dắt. B. Hình ảnh 2. Đá bóng dưới lòng đường. C. Hình ảnh 3. Đi bộ dưới lòng đường. 5 giây suy nghĩ cho các con, bắt đầu. Chúng mình suy nghĩ. 5 giây suy nghĩ đã hết. Xin các bạn hãy giơ cao đáp án của mình nào. Các bạn giơ cao để cô kiểm tra nào. À, rất giỏi, tất cả các bạn đều trả lời là A. Đáp án là đáp án nào chú nhỉ? Đáp án đúng là đáp án A. Hình ảnh 1, đi vào phần đường dành cho người đi bộ và có người lớn dắt. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có câu trả lời đúng. Các bạn sẵn sàng bước vào câu hỏi thứ 3 chưa nhỉ? Câu hỏi 3, khi đi cùng người lớn muốn sang đường, chúng ta cần làm gì? A, chạy băng qua đường. B, dừng lại quan sát không có xe mới qua. Hay là C, vừa chạy vừa giơ tay xin đường. 5 giây suy nghĩ cho các con, bắt đầu. Ôi giời ơi, các bạn ở dưới không nhắc nhá. Đã hết 5 giây suy nghĩ thì các con giơ cao đáp án của mình lên nào. Rất giỏi. Nhưng mà cô vẫn thấy các bạn có câu trả lời khác đấy. Đáp án đúng của chúng ta ở đây là đáp án bờ các bạn ạ. Dừng lại quan sát không có xe mới qua nhá. Bạn nào mà trả lời là A và C là sai đấy. Chúng mình cố gắng hơn cho câu hỏi lần sau nhá. Bạn ơi, tiếp theo sẽ là câu hỏi số 4 nhá. Chú hỏi các con nào. Các bạn chú ý nhá. Câu hỏi số 4. Đường gì mà có đường ray xình xịch, tàu chạy đêm ngày bạn ơi? Các con nhìn màn hình. A, đường hàng không. B, đường sắt. C, đường thủy. 5 giây suy nghĩ cho các con, bắt đầu. Đấy, các con suy nghĩ. Xin mời các bạn hãy giơ cao đáp án của mình nào. Các bạn giơ lên để cô kiểm tra nào. À, ôi, nhìn thấy câu A, cả A, cả C, cả B đấy. Đúng rồi. Đáp án đúng là đáp án gì chú nhỉ? Đáp án đúng của chúng ta là B, đường sắt.
Xin chúc mừng tất cả các bạn đã có câu trả lời đúng. Những bạn nào chưa trả lời đúng, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng trong những câu hỏi tiếp theo nhé. Các bạn chú ý này, chú ý nghe câu hỏi thứ 5 này. Bạn nào mà sai câu trước thì câu này cố gắng này. Khi ngồi trên xe máy, các con phải làm gì? A. Không đội mũ bảo hiểm. B. Đội mũ bảo hiểm. Hay là C. Đội mũ cài dây mũ, ngồi ngay ngắn, hai tay ôm vào hông của người lái xe. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Ôi, mới suy nghĩ thôi, suy nghĩ kỹ thì hãy trả lời khỏi sai nào. Suy nghĩ. Đã hết 5 giây suy nghĩ, xin mời đáp án các con. Các con giơ cao để cô kiểm tra nào. Chỉ có một bạn trả lời là A, một bạn trả lời, hai bạn trả lời là B thôi, còn lại tất cả các bạn đều trả lời là cờ. Cô chúc mừng tất cả các bạn có câu trả lời là cờ nhá. Cờ đáp án đúng với các bạn ạ. Các bạn còn lại cố gắng hơn ở câu hỏi sau nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Các con chú ý, biển báo số 225 dưới đây có ý nghĩa gì? A. Biển báo hiệu trẻ em thường xuyên qua lại. B. Biển báo người đi bộ. C. Biển báo dành cho người lớn. 5 giây suy nghĩ cho chúng ta bắt đầu. Xin mời các bạn giơ cao đáp án nào. Xin mời các bạn đáp án. Có rất nhiều đáp án. A, B, C đều có. Câu này rất là khó đúng không? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A, biển báo hiệu trẻ em thường xuyên qua lại. Xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời đúng. Những bạn nào trả lời sai, chúng mình cố gắng hơn ở câu hỏi này nhá. Các bạn chú ý nghe kỹ câu hỏi của cô này. Cô thấy các bạn đang nói chuyện đấy. Chúng mình không nói chuyện nữa nhá, để nghe câu hỏi này. Câu số 7, đây là biển báo gì? A, biển báo cấm người đi bộ. B, biển báo dành cho người đi bộ. Hay là C, biển báo cấm xe ô tô. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Các bạn quan sát. Hết 5 giây suy nghĩ. Mời các bạn ra cao đáp án nào. Đúng rồi, rất nhiều bạn có câu trả lời là A. Vẫn còn một số bạn có câu trả lời là B này. Cô chúc mừng tất cả các bạn có đáp án là A nhé. Vì đáp án A, đáp án đúng với các con ạ. Các bạn còn lại cố gắng hơn ở câu hỏi sau nhé. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8. Các bạn chú ý nhé. Khi ngồi trên xe ô tô, bé sẽ làm gì để đảm bảo an toàn? A. Chạy nhảy, chơi đùa trong xe. B. Ngồi trong lòng người lái xe. C. Ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn. 5 giây suy nghĩ, bắt đầu. Ôi trời ơi, khán giả mất trật tự quá. 5 giây đã hết, xin mời đáp án của các bạn nhỏ của chúng ta. Và đáp án đúng là đáp án cờ, ngồi ngay ngắn và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn tất cả các con đã có câu trả lời đúng. Các bạn ơi, chúng mình nghe kỹ câu hỏi số 9 này. Nghe kỹ này. Câu số 9 các bạn nhìn lên màn hình TV nhá. Đây là biển báo gì? A. Biển báo dành cho người đi bộ. B. Biển báo cấm người đi bộ. Hay là C. Biển báo dành cho xe cơ giới. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết 5 giây suy nghĩ, xin mời đáp án các con nào. Nào, chúng ta giơ cao bảng lên nào. Đáp án nào. 100% các con đều trả lời đúng, xin chúc mừng các con. Các bạn ơi, chỉ còn một câu hỏi nữa là chúng ta sẽ biết được ai là người giỏi nhất hôm nay. Các bạn nghe kỹ câu hỏi số 10 nhá. Chúng ta hãy quan sát vào màn hình. Sau đây chúng sẽ đọc câu hỏi. Các bé hãy cho biết biển nào là biển dừng lại. Biển báo số 1. Biển báo số 2. Biển báo số 3. 5 giây suy nghĩ cho các con, bắt đầu. Suy nghĩ đáp án các con nào. Các con giơ cao để cô kiểm tra nào. Nào, bạn gì ở giữa sân khấu nào, giơ cao đáp án lên con.
Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án bờ biển số 2. Chúc mừng tất cả các bạn có câu trả lời đúng nhá. Các con ơi, chúng ta vừa trải qua nội dung trách nhiệm tìm hiểu về luật an toàn giao thông rất là xuất sắc. Cô chúc mừng tất cả các con đã vượt qua phần 2 thử tài bé yêu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho các con ạ. Các con hôm nay rất là giỏi. Cô cảm ơn các con. Cô mời các con về chỗ nào. Chúng mình đứng dậy di chuyển về chỗ ngồi nhá. Xin mời quý vị cùng bước sang phần 3. Giao lưu với gia đình. Chương trình giao lưu gia đình với an toàn giao thông. Đã đủ rồi ạ. Trước khi bước vào phần giao lưu gia đình với an toàn giao thông, ban tổ chức xin phép được phỏng vấn các gia đình một chút ạ. Xin mời gia đình anh chị giới thiệu về bản thân ạ. Xin kính chào các quý vị khán giả có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi đến từ lớp 5 tuổi A gồm 3 thành viên. Đó là bố Trần Văn Vương, mẹ Trần Thị Hương và cháu nhỏ là Trần Bảo Ngọc 5 tuổi. Chúng tôi rất vui được tham gia chuyên đề Tôi yêu Việt Nam của trường tiểu học của trường mầm non Kim Trung tổ chức. Rất mong quý vị hãy cho chúng tôi một tràng vỗ tay thật to để chúng tôi thi tốt phần thi của mình. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn phần giới thiệu của gia đình. Cảm ơn gia đình ạ. Xin mời gia đình tiếp theo ạ. Xin kính chào tất cả các quý vị đại diện cho các cấp chính quyền, kính thưa là các bậc phụ huynh và tất cả các cháu nhỏ. Thật là vinh dự cho gia đình chúng tôi hôm nay cũng được hiện diện ở đây để tham dự chương trình chuyên đề Tôi yêu Việt Nam. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Văn Kiên, còn bên cạnh tôi là Nguyễn Thị Thu Hiên, và ở giữa đây là cháu nhỏ Trần Tố Uyên, cháu đang học lớp 4 tuổi A. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn phần giới thiệu của gia đình anh Trần Văn Kiên. Xin kính chào các vị đại biểu, quý thầy cô cùng các vị phụ huynh và toàn thể các cháu nhỏ của học trường mầm non Kim Trung. Gia đình chúng tôi gồm 3 thành viên, tôi là Lê Trí Thức, mẹ của cháu là Đinh Thị Hạnh và cháu là Lê Minh Quân đang học lớp 4 tuổi B. Và gia đình chúng tôi rất vui và cũng rất vinh hạnh vì ngày hôm nay được lên giao lưu cùng với quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng tất cả các cháu bé, và chúc cho chương trình ngày hôm nay được thành công rực rỡ. Xin cảm ơn phần giới thiệu của gia đình. Xin mời gia đình tiếp theo ạ. Xin chào quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng quý phụ huynh. Tôi tên là Trần Văn Khoa, đây là vợ tôi là Nguyễn Thị Hạnh ạ. Cháu là Trần Thị Kim Ngân, đang học lớp 5 tuổi B ạ. Xin cảm ơn phần giới thiệu của gia đình anh Trần Văn Khoa. Xin cảm ơn các gia đình. Vừa qua chúng ta đã được giao lưu các gia đình giới thiệu về bản thân. Sau đây xin mời MC sẽ phổ biến luật chơi trước khi các gia đình chúng ta bước vào cuộc thi ạ. Tôi xin phổ biến luật chơi và cách chơi như sau. Mỗi gia đình thể hiện sự hiểu biết, thông thái và sự hiểu nhau về luật, luật lệ, phương tiện giao thông của các thành viên trong gia đình mình qua 3 câu hỏi của ban tổ chức. Khi ban tổ chức đưa ra câu hỏi, bố, mẹ sẽ dự đoán câu hỏi trả lời của con và ghi đáp án của mình ra bảng. Thời gian là 1 phút dành cho bố mẹ. Sau thời gian 1 phút dành cho bố mẹ sẽ là câu trả lời của con. Sau khi con trả lời, bố mẹ sẽ giơ đáp án lên. Gia đình nào có những đáp án giống nhau giữa các thành viên thì gia đình đó chiến thắng. Thời gian cho mỗi gia đình sẽ là 3 phút. Các gia đình đã rõ luật chơi chưa ạ? Vâng. Vâng, các gia đình đều đã rõ luật chơi. Sau đây trân trọng kính mời gia đình đại diện lớp 5 tuổi A vào vị trí dự thi ạ. Bố mẹ đã ổn định xong chưa ạ? Tôi xin phép đặt câu hỏi nhé. Câu hỏi thứ nhất. Bố mẹ hãy cho biết con thích được đưa tới trường bằng xe gì? Bảo ơi, câu hỏi Bảo Ngọc nha. Con thích được bố mẹ đưa đến trường bằng xe gì nhỉ? Xe máy. Xe máy à con? Con trả lời là xe máy. Mời đáp án của bố mẹ ạ. Rất là hiểu ý nhau ạ. Chúc mừng gia đình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 dành cho gia đình lớp 5 tuổi A như sau. Trước khi lên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện, chúng ta cần làm gì? Bảo Ngọc ơi, trước khi lên xe máy điện chúng ta cần làm gì con? Đợi mũ bảo hiểm, cài dây an toàn, ôm chặt và hông bố mẹ. À, rất là giỏi. Bạn Bảo Ngọc, bạn nói là phải đợi mũ bảo hiểm, cài dây an toàn, ôm bố mẹ các bạn ạ. Xin mời đáp án của bố mẹ ạ, có trùng với con không? Bố Vương cho em nhìn đáp án với ạ.
À, cả hai bố mẹ đều trả lời đúng một phần đáp án của Bảo Ngọc, đó là đội mũ bảo hiểm đấy ạ. Chúc mừng gia đình. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3 của gia đình. Câu hỏi số 3 dành cho gia đình như sau. Khi đến ngã tư, chúng ta phải chấp hành tín hiệu của đèn gì? Bố mẹ nhớ nhá, đèn gì? Bảo Ngọc ơi, câu hỏi Bảo Ngọc nhá. Khi đến ngã tư, chúng ta phải chấp hành tín hiệu của đèn gì con nhỉ? Đèn giao thông. Đèn gì con nói to lên? Đèn giao thông. À đúng rồi, khi đến ngã tư chúng ta chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông đấy các bố mẹ, các bạn ạ. Xin mời đáp án của bố mẹ ạ. À, gia đình này rất là hiểu nhau các quý vị ạ. Như vậy là qua 3 câu hỏi dành cho gia đình thì gia đình đã thể hiện được sự hiểu biết về luật an toàn giao thông cũng như là hiểu ý nhau. Xin mời gia đình về vị trí ạ. Con sẵn sàng chưa? Rồi. Bố mẹ sẵn sàng bố mẹ chuẩn bị nhá. Sau đây xin phép ban tổ chức xin đọc câu hỏi. Câu hỏi 1 là xe mô tô, xe gắn máy bình thường được chở tối đa mấy người? Con tên là gì? Con tên là Kim Ngân. À, Kim Ngân chú hỏi là xe mô tô và xe gắn máy thì chở tối đa được mấy người hả con? Thưa chú, 2 người. Chú cảm ơn con. Câu trả lời của con là 2 người. Xin mời đáp án của bố mẹ. À, cho tôi xem phim xin phép nhìn đáp án ạ. 2 người, của mẹ là 2 người. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng gia đình. Xin các bạn cho một tràng vỗ tay được không ạ? Chúng ta vỗ tay to lên được không ạ? Xin cảm ơn các bạn nhỏ. Câu hỏi số 2. Khi đến trường, bố mẹ thường đưa con đến lớp bằng xe gì? Con ơi, khi đến trường bố mẹ đưa con đến lớp bằng xe gì? Con thưa chú, xe máy. Xe máy à? Bố chở con đi hay mẹ chở con đi nhiều hơn? Mẹ. À thế à? Xin mời đáp án của bố và mẹ. Xe máy. Chúng ta sẽ đến một câu hỏi 3 như sau. Chúng ta không qua đường khi tín hiệu đèn cho người đi bộ chuyển màu gì? Chúng ta không qua đường khi tín hiệu cho người đi bộ chuyển màu gì hả con? Con thơ chú, màu xanh ạ. À, màu xanh à? Xin mời đáp án của bố mẹ ạ. Bố xanh. Trả lời là xanh. Mẹ cũng trả lời là màu xanh. Hình như gia đình sai giống nhau. Ừ, gia đình sai giống nhau đấy. Sao nhở? Đáp án của chúng ta là màu sao đỏ nhở? Chứ không qua đường ạ, chắc bố mẹ nghe nhầm. Ồ, xin rồi. Cảm ơn. Đúng rồi đấy, MC ạ, MC chả hiểu luật gì cả. Khi đèn xanh là xe máy qua thì người bấm đi bộ làm sao mà được qua. Chú trả lời sai con nhở? Đúng không con? Xin mời chàng vỗ tay chú, để chế giễu chú MC này đi ạ. Để cảm ơn gia đình ạ. À, chú cảnh sát giao thông sai là con sai. Chú sai, con sai. Chú sai à? Đúng rồi, chú thử thôi. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng gia đình. Chúng ta ra một lần nữa chúc mừng gia đình, anh chị và các cháu. Xin cảm ơn và giao lưu của xin gia đình. Xin cảm ơn giao lưu của gia đình. Một gia đình về vị trí. Rất là thông minh, bé rất là thông minh. Trân trọng kính mời gia đình đến từ lớp 4 tuổi A ạ. Đang là tranh cãi kịch liệt với MC. Em mời anh về vị trí ạ. Em mời chị về vị trí ạ. Con ơi, ra đây với cô nhá. Ra đây với cô nào. Đây, để xem gia đình này thế nào. Anh chị sẵn sàng chưa ạ? Em xin phép đọc câu hỏi. Câu thứ nhất dành cho gia đình như sau. Bố mẹ hãy cho biết con thích mũ bảo hiểm màu gì? Cái này mà trả lời sai là phải xem lại nhá. Trời ơi, để lên mà viết. Màu gì? Không được nhìn nhau nhá. Ok. Con ơi, con thích mũ bảo hiểm màu gì con? Màu hồng. À, con trả lời là màu hồng. À, con gái thích màu hồng mà mẹ. Xin mời đáp án của bố mẹ ạ. À, bố mẹ cũng trả lời đúng rồi đấy ạ. Xin một tràng vỗ tay cho gia đình ạ. Mặc dù là hai cái MC nhưng mà trả lời rất là giống nhau. Xin mời câu hỏi số 2 ạ. Bố mẹ nghe kỹ nhá. Xóa bảng đi nào. Con hãy cho biết đội mũ bảo hiểm như thế nào là đúng cách. Con đội mũ bảo hiểm như thế nào đúng cách? Kẹp chặt. Nào con nói to nào. Kẹp chặt. À, bạn nhỏ trả lời.
bố này chơi ăn gian. Đợi con trở lại xong mới viết. Ê, thế chứ lệ. Không chấp nhận đáp án của ông bố. Đáp án của mẹ thì sao ạ? À, mẹ ca thật mẹ chặt. Mặc dù là ông chính bố xác trả lời đúng nhưng mà ông này ông rất là điêu nhỉ. Con trả lời xong ông mới biết. Thôi tạm chấp nhận là 2-1. Chúc mừng gia đình ạ. Xin một tràng pháo tay này nói cho gia đình ạ. Bố lưu ý nha, bố lưu ý nha. Viết nhanh tay không có được đứng nghe đâu nha. Câu hỏi số 3 dành cho gia đình như sau ạ. Biển báo đường cấm có ký hiệu như thế nào? Viết nhanh. Nào viết đi. Sắp hết 5 giây đến nơi rồi đấy ạ. Mẹ viết xong chưa? Đấy, mẹ rất là chuẩn luôn. Con ơi, biển báo đường cấm có ký hiệu như thế nào con nhỉ? Gạch ngang. Hình tròn và gạch ngang. Hình tròn và gạch ngang. À, đúng rồi, bạn trả lời là biển báo đường cấm có hình tròn màu đỏ có gạch ngang. Đúng chưa hả chúng mình ơi? Xin mời đáp án của bố mẹ ạ. Chỉ giỏi cái MC thôi. Tôi có ý kiến là nữ MC của chúng tôi sáng nay đã được gia đình này mời đi ăn sáng nên là nhắc bài. Xin cảm ơn phần giao lưu rất là vui của gia đình lớp 4 tuổi ạ. À. Cảm ơn anh chị, cảm ơn con. Mời gia đình về vị trí ạ. Chuẩn bị lên đây với MC này. Xin mời gia đình đại diện lớp 4 tuổi B ạ. Em không thấy. Em thấy à? Thôi để em. Đây, gia đình sẵn sàng chưa nhỉ? Bố thức mẹ hạnh sẵn sàng chưa? Bạn Minh Quân của cô sẵn sàng chưa nhỉ? Sau đây sẽ là câu hỏi thứ nhất dành cho gia đình nhá. Sẵn sàng chưa? Rồi. Khi ngồi trên xe máy, con thích ngồi phía trước người lái hay ngồi phía sau người lái để xem bố mẹ nhà này thế nào nào? Bố mẹ đáp án xong chưa ạ? Rồi chú hỏi bạn nhỏ đi ạ. Đáp án của con là gì? Đáp án của con là Lê Mi Quân. À, con thích ngồi phía trước hay là phía sau của bố mẹ lái xe? Phía sau. Con trả lời là con thích ngồi phía sau. Đáp án của bố mẹ như thế nào ạ? Ông bố trả lời mặc dù hơi ngắn nhưng mà chuẩn là sau. Cũng được ạ. Và đáp án của mẹ cũng hoàn toàn trùng khớp với con. Xin chúc mừng gia đình đã trả lời chính xác. Gia đình rất là hiểu nhau. Chúng mình ơi, có xứng đáng một tràng pháo tay không nhỉ? Câu hỏi số 2 dành cho gia đình. Có nghĩa là hỏi khi ngồi xe máy con thích ngồi phía sau. Vậy thì bây giờ hỏi là vì sao ạ? Vì sao con thích ngồi phía sau ạ? Chú chưa được hỏi nha, chú chắc mình phải sớm thôi. Rồi chú hỏi đi, chú hỏi bạn nhỏ. Bố mẹ đã xong chưa ạ? Bạn trả lời thế nào nào? Vâng, sau đây xin mời câu trả lời của mẹ Quân. Vì sao con thích ngồi phía sau khi bố mẹ lái xe? Để bảo vệ an toàn giao thông. Cảm ơn câu trả lời của con. Sau đây xin mời đáp án của bố và mẹ. Đáp án vì của mẹ an toàn là cho an con. Toàn cho con cũng được. Ông bố một câu rất là ngắn gọn nhưng mà lại chuẩn. Là vì an toàn ạ, à. An toàn cho con và an toàn giao thông. Bố này khôn lắm. Chính xác. Xin cảm ơn phần giao lưu rất là tuyệt vời đến từ gia đình đại diện lớp 4 tuổi B ạ. À. Mời gia đình về vị trí ạ. À. Một tràng pháo tay thật lớn cho gia đình đại diện lớp 4 tuổi B được không ạ? À? Chúng mình vỗ to hơn nữa được không ạ? À? Và bây giờ là một tràng to hơn nữa dành cho cả 4 gia đình nhá. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn các anh chị. Qua phần giao lưu gia đình với an toàn giao thông thì chúng ta thấy là cả 4 gia đình đã thể hiện được sự hiểu biết và hiểu ý nhau về luật lệ an toàn giao thông. Qua các câu hỏi của ban tổ chức, phần giao lưu đã mang đến thông điệp khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, chúng ta đều phải đội mũ bảo hiểm, cài dây mũ an toàn, cách ngồi xe gắn máy đúng cách. Xin cảm ơn và chúc mừng các gia đình đã vượt qua phần thi ạ. Sau đây, trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Lưu, chủ đại lý xe máy xe đạp điện Lưu Trâm lên trao quà cho cho nhà trường và các gia đình. Trân trọng kính mời ông ạ. Trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Phương, đại diện cho nhà trường lên nhận quà.
chân thành cảm ơn ông Phạm Văn Lưu. Chị có mời các gia đình về vị trí ạ. Xin trân trọng cảm ơn những món quà vô cùng ý nghĩa đến từ đại lý xe máy Lưu Trâm. Cảm ơn ông Phạm Văn Lưu và các gia đình. Xin mời ông và các gia đình lắng lại chịu bảnh lưu niệm ạ. Chúng ta xin chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn dành cho các gia đình và nhà tài trợ. Xin cảm ơn các anh gia đình. Vâng. Bây giờ sẽ đến phần rất là hấp dẫn. Phần này sẽ dành cho khán giả, dành cho các bé, các phụ huynh, các vị phụ huynh ngồi bên dưới đấy ạ. Ở phần này thì các bé và cha mẹ sẽ được nhận quà khi trả lời đúng mỗi câu hỏi của ban tổ chức. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho các bé trước nhá. Câu hỏi dành cho các bé. Nào, các bé chúng ta chú ý nhá. Chúng ta sẽ trả lời đúng, chúng ta giơ tay, chúng ta trả lời đúng và chúng ta sẽ được nhận quà. Các bạn ơi, các bạn chú ý nhá, câu hỏi nhá. Xe máy được phép chở nhiều nhất bao nhiêu người hả các con? Xe máy được phép chở nhiều nhất bao nhiêu người? Bạn nào biết? Bạn nào? Cô mời bạn, bạn đây đi chú ơi, bạn hàng đầu, bạn rất là mập mạp hàng đầu đây này chú này. Con tên là gì? Bời. Con học lớp mấy tuổi? Con học lớp 5 tuổi. Câu trả lời của con là gì? 10 người. Cô hỏi con là xe máy chở được phép nhiều nhất bao nhiêu người? 3 người. Câu trả lời của con chính xác chưa? Các bạn, câu trả lời của bạn đã chính xác chưa? Các bạn trả lời chính xác chưa? Cơ hội cho bạn khác. Cơ hội cho bạn khác nào. Bạn nào biết giơ tay nào. Câu trả lời của con là gì? 2 người. Chính xác, vô cùng chính xác, chúc mừng con. Một phần quà dành cho bạn nhỏ rất là xuất sắc ở đây. Trả lời đúng là có quà, trả lời đúng là có quà. Chúc mừng con. Con tên là gì? Cho chú hỏi đi, con tên là gì? Con tên là Lựa. Con học lớp mấy tuổi? Con học lớp 5 tuổi. Chúc mừng con. Rất là giỏi. Sau đây các phụ huynh ơi, các phụ huynh hướng mắt về sân khấu, nhìn thật thẳng vào em nhá, và anh em xin làm nhá. Bây giờ sẽ là câu hỏi dành cho bố mẹ. Vâng, sau đây là câu hỏi số 2. Xin mọi người chú ý ạ. Ở phần này các bậc phụ huynh sẽ lựa chọn đáp án A, B hoặc C để trả lời câu hỏi như sau. Làm sao để chúng ta qua đường an toàn? Làm sao để chúng ta qua đường an toàn ạ? A, để qua đường an toàn, trước tiên chúng ta phải đi trên vạch kẻ dành riêng cho người đi bộ. B, để qua đường an toàn, trước tiên chúng ta phải đi trên vạch kẻ dành riêng cho người đi bộ khi đường dành riêng cho người đi bộ có màu xanh, và phải chắc chắn tất cả các những người lái xe phải nhìn thấy mình tránh cây to và góc khuất. C, để qua đường an toàn, trước tiên chúng ta phải đi trên vạch kẻ dành riêng cho người đi bộ khi đường dành riêng cho người đi bộ có màu xanh. Xin mời các phụ huynh ạ. Ai biết câu trả lời xin mời giơ tay ạ. Ôi giời ơi, mẹ Hoa, xin mời mẹ Hoa. Mẹ Hoa ơi, mẹ Hoa bước vào đây với em đi mẹ Hoa ơi. Đứng gì mà tít mù tắt thế? Mời câu trả lời của mẹ. Câu trả lời của em là C. Chưa chính xác. C à? Đúng chưa chú? Ôi giời chưa ơi, chính xác, chưa chính xác. Xin mời đáp án khác ạ. Xin mời mẹ Huy ạ. Đáp án B ạ. Hoàn toàn chính xác. Chưa, chú ơi. Hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các anh chị. Chị ơi, chị là phụ huynh của bạn nào ở lớp nào đấy ạ? Chị Huy lớp 4 tuổi BA. À, xin chúc mừng mẹ của bạn Huy lớp 4 tuổi A. Các bé ơi, các bé nhìn vào cô nhá, chú ý nhìn cô này. Bây giờ sẽ lại là một câu trả lời dành cho các bé. Câu hỏi cho các bé này, câu hỏi dễ ơi là dễ luôn. Câu này cô nghĩ là bạn nào cũng sẽ biết này. Các bạn nghe kỹ nhá. Các phương tiện sau đây, phương tiện nào là phương tiện giao thông đường hàng không? Đường hàng không, các bạn nghe kỹ đường hàng không nhá. A là tàu lượn, máy bay, khinh khí cầu. B, tàu thủy, thuyền buồm, cano hay là cờ, tàu hỏa, ô tô, xe máy, xích lô. Bạn nào biết giơ tay? Chú sẽ mời một bạn nữ nào.
Bạn nữ nào giơ tay? Đâu rồi, những cái tay ở dưới này đâu? Mời khu vực xa đi chú ơi. Ai biết? Chú muốn mời một bạn nữ. Rất nhiều bạn biết kia, bạn nữ xinh ơi là xinh kia kìa chú kìa. Bạn này rất là nhỏ này, bạn biết. À, bạn nữ cơ mà. Đâu? Ai bảo chú nhìn nhầm? À. Có đúng không cô? À, hoàn toàn chính xác rồi đấy chú ạ. Chúc mừng con. Chúc mừng bạn nhỏ rất giỏi. À, con tên là gì? Con tên là Hải Ngân. Con học lớp mấy tuổi? Con học lớp 3 tuổi. À, cảm ơn con, chúc mừng con. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Xin mời. Đây là câu hỏi dành cho phụ huynh. Dành cho phụ huynh nhá. Tôi xin phép câu hỏi này sẽ dành cho phụ huynh. Xin mời các bậc phụ huynh chú ý ạ. Khi đưa con đến trường, các bậc phụ huynh cần tuân thủ những quy tắc an toàn giao thông nào sau đây? A. Đội mũ bảo hiểm và đi xe đưa con vào tận sân trường. B. Đội mũ bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ, cài dây mũ đúng quy định và đi xe đưa con vào thẳng sân trường. C. Đội mũ bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ, cài dây mũ đúng quy định khi đi tới cổng trường, xuống xe, dựng xe theo hàng và dắt con vào lớp. Rất nhiều mẹ biết, rất nhiều mẹ giơ tay ạ. Tôi xin phép mà xuống dưới này một chút ạ. Vâng. Mời chị. Đáp án là C ạ. Đáp án đúng không mọi người ơi? Chính xác, xin chúc mừng chị ạ. Chuẩn quá luôn rồi ạ. Các quý vị khán giả ơi, câu hỏi cho các vị còn rất là nhiều. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng lại chương trình dành cho khán giả để bước đến một phần rất là sôi động cùng với các bé. Đó chính là phần bé thể hiện tài năng với màn trình diễn thời trang vô cùng đặc sắc và ấn tượng đến từ các bé 4-5 tuổi trường mầm non Kim Trung. Xin chào, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Kính thưa các quý vị đại biểu, các cô giáo và toàn thể các bé yêu quý, an toàn giao thông hiện nay đang là vấn đề nóng trong xã hội. Việc nâng cao ý thức chấp hành an toàn giao thông là nhiệm vụ của mọi người, đặc biệt là trong trường học. Việc tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông luôn được đặt lên hàng đầu. Vâng, với mong muốn gửi đi những thông điệp về an toàn giao thông đến tất cả mọi người, ban tổ chức mang đến buổi trình diễn thời trang hôm nay một bộ sưu tập thời trang với tên gọi An toàn giao thông là trách nhiệm của mọi người. Khi tham gia các nhiệm vụ để đảm bảo an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông.
Quỳnh Như và Hoàng Bách. Tự tin với bộ trang phục đẹp mắt, ấn tượng mang sức hiệu từ bản hứa. Hai người mẫu muốn gửi tới quý vị lời nhắn nhủ: hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Với biển báo này nhắc nhở chúng ta chú ý làn đường, cấm người đi bộ. Cốc giấy uống một lần và túi ni lông màu đen với biển báo bấm rẽ phải. Hai người mẫu đang rất tự tin trên sân khấu với biển báo của mình. Khi tham gia giao thông, mọi người hãy nhớ chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông. Cùng là người mẫu Quang Trường và Minh Trang với thiết kế độc lạ, làm từ chất liệu bìa cắt tông, bao tải với biển báo cấm trẻ em vào khu vực nguy hiểm. Muốn nhắc nhở mọi người hãy nhớ chấp hành nghiêm túc luật lệ giao thông, đảm bảo hạnh phúc cho mọi nhà. Với một chiến thuật thời trang ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nâng cao ý thức chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông. Hy vọng qua ý tưởng từ bộ sưu tập thời trang này, mọi người chúng ta sẽ cùng chung tay bằng hành động ý thức chấp hành luật an toàn giao thông. Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các cháu yêu quý, qua chương trình hôm nay chúng ta cũng thấy được rằng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ là một trải nghiệm vô cùng bổ ích đối với tất cả các bé. Hàng ngày trẻ phải đối mặt với các tình huống giao thông nguy hiểm. Giáo dục an toàn giao thông sẽ chuẩn bị cho trẻ trở thành những người tham gia giao thông an toàn. Hy vọng rằng với những kiến thức đã học được qua chương trình, các em có thể biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm có thể phải gặp trong quá trình tham gia giao thông. Trước khi bước vào phần bé trải nghiệm, trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bậc phụ huynh các cháu thưởng thức một ca khúc mang tên Đất nước tình yêu, có sự thể hiện của đồng chí Lê Anh Tuấn, cán bộ đồn biên phòng Kim Sơn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Em nói yêu anh vườn cây cây hoa trái, khi anh nắm tay em mây răng răng bay, chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng theo thu nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, xây nhiều công trình
dòng hò thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em biết anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau gặp nhiều mùa vàng biên phương, anh vui tháng dài. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôm nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Cây đầy hoa trái khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam, dòng hò thiết tha, tình yêu đất nước tràn hòa. Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, ôm cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau gặp nhiều mùa vàng biên phương, anh vui tháng dài. Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dẫn em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ. Trân trọng kính mời các vị khách quý, các vị đại biểu, các cô giáo, các cháu lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm ạ. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Giao thông chẳng có gì là khó, khi ta biết luật lệ thật rõ. Giao thông chẳng có gì là khó, khi ta biết luật thì đừng có lo. Dừng lại nhớ nha, đèn xanh thì ta đi tiếp vào.
trong sáng thiết tha nồng say. Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chân hòa, lòng đường dân ta đi xây dựng nước non của ta. Chào những đàn em cho thân quan hòa nhịp lúc tung tăng bước đi hát hò, màu được anh em sang cả ngã tư này đây. Chào cuộc sống mới toàn dân gái trai vân vàng, nhịp đời cuốn nhanh nhanh như vượt trước bao thời gian. Đường phố của ta vẫn đang còn hẹn nhiều bước giúp nhau đi xa không gần, tự hào đi trong tiếng kèn tiếng thân ngân vang. Và trên ngã tư này đây trong nắng mưa hay đêm ngày, thân thiết giang hồ phụ nữ chiến sĩ giữ trật tự an ninh, bảo vệ hạnh phúc cho câu ca rộn rã lúc bình minh. Trái tim ai hòa nhịp cuộc sống mới trên ngã tư thân yêu. Hãy subscribe.